Và đầu tiên xem video ngắn này thì Minh Toàn xin mến chào các anh chị và các bạn. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng ở tại bãi biển Bãi Cháy ở Hạ Long, Quảng Ninh. Và hôm nay Minh Toàn xin gửi đến anh chị và các bạn một số cái hình ảnh về bãi biển Bãi Cháy. Đây là người đầu tiên được xem những cái video mới thú vị, hấp dẫn về các bãi biển, cũng như là các video thú vị về cuộc sống. Thì rất mong anh chị và các bạn cũng hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí và đồng thời nhấn vào cái biểu tượng cái chuông để là người đầu tiên được xem những video thú vị mới. Khi mà kênh có những video thú vị mới thì anh chị là người đầu tiên được xem. Đây, biển Bãi Cháy thì hôm nay ở nhiệt độ ngoài trời bây giờ là 17 giờ hơn, nhưng nhiệt độ ngoài trời nó khoảng là 31-32 độ C. Chính vì thế mà hôm nay là một cái ngày bình thường, nhưng mà rất là nhiều người thì xuống bãi biển để chúng ta tắm biển mát. Mấy ngày hôm nay thì ở Hạ Long cực kỳ nắng nóng luôn. Đây, có những đoàn mọi người là đi những cái thuyền như thế này. Bây giờ Minh Toàn sẽ đi một dọc bờ biển. Thank you.
với khu vực này. Đây là người theo dõi, là người đầu tiên được xem những cái video mới thú vị về các bãi biển nói riêng và ở Hạ Long nói riêng và các bãi biển khác nói chung. Thì rất mong các anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí và nhấn vào biểu tượng cái chuông để là người đầu tiên mỗi khi mà kênh có những video thú vị thì anh chị và các bạn được thông báo. Video ngày nay thì hoàn toàn chính xác là mình đây và bạn rất là nhiều, tất cả anh chị và bạn trong những video tiếp theo. Cái gì rồi?